Chào các bác. Hôm nay thì rảnh rảnh nên là làm cái video chia sẻ với các bác. Cái xe tôi thì mới bảo dưỡng 60.000 cây xong. Tôi mới bảo dưỡng 60.000 cây và cũng mới làm bảo hiểm. Cái hôm là bị móp cái phần này, nhưng mà là cái xe tôi là đủ đó. Bên kia thì năm trước bị móp bên kia và năm nay thì nó bị bên đây. Nếu mà nếu mà sau này ví dụ nha, trong trường hợp tôi có bán thì các bác cũng cứ yên tâm là nó móp hai bên này, nó móp bên này bên kia, là không phải là do là ấy, mà thật lòng thì nó cũng tất nhiên là nó có va chạm, nhưng mà cái va chạm này nó không 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 đáng kể. Mấy cái này thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến đằng trong hết, đại loại là nó chỉ móp vào một xíu rồi tôi làm lại. Bảo hiểm thì tôi cũng sắp hết rồi, có nghĩa là xe này đến 24 tháng 10 này là tròn 20 tròn 2 năm, tròn 2 năm trên đăng kiểm, là bây giờ phải bắt đầu đi đăng kiểm lại. Sau 2 năm thì tôi chạy 60.000 cây, trong đó có hơn 5 tháng là xe không chạy. 2 tháng đầu năm nay, hơn 2 tháng đầu năm thì tôi bị bệnh, tôi nằm ở nhà, xe không chạy. Và năm ngoái mùa dịch thì các bác cũng biết rồi, xe không ra khỏi nhà. Đó. Thì với cái mức độ mà chạy như vậy thì cũng khá là cao, khá là nhiều. Tôi nghĩ nó là như vậy. Thì trong cái 60 à quên đi, trong cái chi phí mà bảo dưỡng thì tôi cũng không biết là làm những cái gì, nói thật lòng luôn. Là đây bữa hôm mấy em nó về tôi cũng vứt ở trong đây, mà tôi về tôi cũng chưa coi nó luôn hay sao á các bác ạ. Nhưng mà hôm là tôi hết 8 triệu mấy, bao gồm có những cái bảo dưỡng cơ bản của hãng và cái bảo dưỡng cơ bản của hãng và những cái làm thêm, ví dụ như là cổ hút, vệ sinh cổ hút rồi cái gì á, đại loại nó tôi cũng không nhớ. Hôm nào tôi rảnh tôi lục ra tôi làm cái video cho các bác xem để tham khảo. Anh em mà đi xe cũng mới mới giống tôi thì có mới hơn tôi thì các bạn có cái thông tin các bạn tham khảo. Đó. Thì nói thật là 60.000 cây thì đến bây giờ với cái xe này á, bữa hôm là mới chạy một thời gian thì nó có bị vỡ cái đường ống gì nhỏ 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 nhỏ, thì mấy bên cái đó bên hãng người ta sửa. Nó còn bị lệch cái thước lái này nữa này, nhưng mà nó lệch cái thước lái mà lại không nằm ở trong cái chế độ bảo hành của hãng, tức là nó không bị hư cái gioăng cao su hoặc cái gì đó, tôi cũng không 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 ấy nữa. Thì bên bên hãng mấy em mới gọi lên bảo là anh ơi, này cái này giờ thay sửa hết từng đó hết mấy trăm nghìn nữa, tức là cân chỉnh lại thước lái. Tôi hiểu nó là như vậy, cân chỉnh lại thước lái hết đâu 500-600 nghìn gì đó rồi. Cái đó nó không nằm ở trong bảo hành nên là mình phải trả tiền, cộng với lại tôi làm bảo hiểm thì cái phí bảo hiểm này nó mất 500.000, rồi cộng với lại chi phí bảo dưỡng với lại cái phát sinh thêm nữa là đâu hôm đó là tôi đưa cho cô em đó 9 triệu. Còn cái này thì làm bảo hiểm lại, thật lòng làm bảo hiểm về xong cái rồi cái em tập lái này, cái hôm tôi đi làm về cái em tập lái quẹt vô đây có một thầy giáo ngồi kế bên và bỏ chạy, sau tôi chặn đầu lại, tôi nói thôi, nói chuyện thôi chứ còn tôi cũng không bắt đền hay là cái gì cả, nhưng mà tôi nói với ông thầy cái này thì nó bị rách rồi. Đây này, chúng ta thấy có các cái đường này này nó rách, mà tôi định gắn cái ốp 5 cm vào đây để che cái khuyết điểm này lại. Mà này, xe tôi thì cũng trâu cày cho nên là này này các bác thấy này, nếu như xe của người ta là cái con ốc này người ta sẽ ấy, còn xe tôi thì nó thật các bác cũng biết rồi đó, sáng tôi mới chở một xe đá đó cho nên là cũng không có đòi hỏi nhiều quá. Thì nói thật lòng là đến bây giờ tôi có thể nói là tôi hoàn toàn hài lòng khi mà quyết định mua cái xe này. Một điều tôi hơi tiếc một xíu đó là khi tôi mua thì tôi muốn mua một cái bản XLT 2 cầu, nhưng mà tiếc là khi mà tôi mua thì nó XLT 2 cầu số sàn nó không ra nữa. Thì tôi buộc lòng tôi phải lấy cái bản 1 cầu này. Thì nói thật ra thì
dân công trình như chúng tôi thì nếu mà đi được hai cầu thì nó hơn. À, đôi khi vô đường xấu, đường bẩn, nhưng mà cái tỷ lệ đó nó cũng cực kỳ là ít, cho nên là cũng nếu mà mình ấy thì thôi. Còn cái phần vỏ này thì vỏ sau thì các bác thấy này, vỏ sau nếu mà theo khuyến cáo của bên hãng á, thì nó đây này, nó có cái cử đây này, tức là nó khi mà cái vỏ vào đến đây thì chúng ta sẽ thay vỏ. Tuy nhiên là cái vỏ này nếu mà chúng ta chạy thì cũng đang còn chạy được khoảng 10.000 cây nữa, chắc là khoảng cả tầm 70.000 gì đó là chúng ta phải thay rồi, đúng không? Tôi nghĩ nó là như vậy. Xe tôi thì hay chở nặng nên nó bị dập này, còn cái phần này thì nó bị suốt. Hôm vừa rồi tôi lại chỗ cái tôi mua đồ, tôi mua mấy cái này bắt vít rồi anh hư đến đầu rồi, ta tính nó bây giờ xe thì thực sự là đúng với tôi thì nó là cái tài sản, tại vì suy cho cùng tôi cũng đang phải trả góp rồi, cũng khó khăn lắm với mua cái xe để nó cái đi làm, nhưng mà nghỉ đi rồi ta lại phải nghỉ lại thì nó cũng chỉ là một cái phương tiện để mà mình đi lại trong công việc làm ăn rồi ấy thôi, cho nên tôi cũng không có cầu toàn lắm, đó là nói thật lòng. Thì lúc nào nó ở trên thùng vài tạ đá mẫu như thế này chạy nó cũng đầm đầm xe. Đó là về phần, còn cái phần thân vỏ này thì cũng không có cái gì là ấy cả. Xe thì đến giờ đấy cứ 10.000 bảo dưỡng lần, 10.000 bảo dưỡng lần. Tôi thì cũng không thường xuyên đi tỉnh, đi xa, nhưng mà tôi cũng hay đi. Không biết cái chỗ này sao nó lại bị chóc cái sơn đây, không biết lý do sao nữa. Thì cũng hay đi xa, thật lòng thì cũng hay đi xa. Sắp tới đây tôi có một chuyến ra ngoài Bắc nữa, chắc cuối tuần hoặc qua tuần gì đó. Tôi nghĩ là với cái số tiền lúc ban đầu mình bỏ ra 700 triệu, đúng hôm tôi có chia sẻ với các bác từ đợt lâu rồi, 700 triệu là nó hoàn chỉnh hết rồi đó. Thì đến bây giờ cái xe này bên bảo hiểm người ta vẫn định giá cho tôi là 550, bên bảo hiểm vật chất đó, người ta định giá là 550. Thì nói thật lòng luôn là tôi hoàn toàn hài lòng với những cái gì mà mình bỏ ra và cái giá trị của cái xe nó mang lại. Đây, các bác nhìn này. Tôi có cả keo silicon đen chứ không phải không có nha. Mà bật đầu tôi làm đó nhiều khi rồi. Tôi không phải là con người cẩu thả, nhưng mà những cái gì thôi cái này nó cũng nằm ở trong đây, nếu cần thiết lấy ống silicon bắn lại cái là cũng được thôi, không có cái gì cả, bắn tí cái với silicon đen vào đây cái là nó cũng che lại. Tôi có những cái nó rất là khó chịu, ví dụ như cái chữ này này, cái chữ này hôm qua người ta dán hơi lệch một tí thôi, vừa mới dán xong tôi đi tôi ngắm ngược ngắm xuôi tôi thấy không vừa lòng, tôi bóc ra tôi xuống tôi cắt lại, tôi làm những cái gì cần thì mình cần, những cái không đấy thì hôm nay thì anh em làm ở đây tiện thì cũng giới thiệu với các bác sau 2 năm sử dụng. Bây giờ chuẩn bị đến cái phần chi phí cũng khá khá đó. Mai kia tôi làm cái video chi tiết về cái phần chi phí sau 2 năm cho các bác, anh em nào mà muốn mua xe tham khảo. Để mà mua thì nó dễ rồi đó, nuôi thì cũng vất vả. Cho nên là thôi thì bữa nào thì rảnh đi tôi làm cái video. Hy vọng là các bác xem thì có cái thông tin để mình tham khảo. Mai kia mà rảnh rảnh thì tôi làm cho. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bác.